Ơi, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Trương Nhân Phương. Hôm nay lại tiếp tục trên chuyến hành trình mưu sinh cuộc sống. Thì em Hải cũng rất là chiều theo ý khán giả là làm thêm cái đèn cho nó sáng sủa lên để quay clip cho nó sáng sáng chút ha. Không, anh Hải thiết kế dữ quá. Đây là cái đèn pin nha cả nhà. Để buôn bán nha các hàng thoải mái. À. Vậy là mình buôn bán khỏi cần gọi đèn pin ha. Lúc này trời lâu sáng lắm. 6 giờ tối. Hôm qua hai anh em đi bán xong rồi cái tấp vô lệ quốc người hai hộp xôi thế hả? Làm ơn người hôm qua em ấy năm bọc chè với cái bánh cam. Hôm nay gần tết rồi mẹ ơi. Đi ha. Còn có đi luôn mẹ ơi. Làm luôn đi. Ba cái nhà. Chúc bán đắt lên mẹ ơi. Chúc mừng bán đắt nè. Đắt bán chua dữ á. Rồi chúc mẹ mua bán đắt nha. Mẹ cảm ơn con nha. Này không có tím mộng mơ rồi. Bữa nay ở dưới thấy không có cô bán bánh bánh bò bánh lá bánh bò. Nghỉ bữa nay nghỉ. Rồi, xong rồi. Muốn xe. Đây là lò bánh mì cô Huệ nè cả nhà. Cô Huệ rất là ngon luôn. Chào cô Huệ nha. Cô Huệ mì vui vẻ. Vui vẻ lắm. Bán đắt vô cùng luôn. Bán đắt vô. Cái mì ngon quá cả nhà ơi. Cái đó 15 muỗng tròn của người ta dặn đó nha. Thiếu bánh tím mộng mơ chứ cũng nhiều bánh lắm ha. Phút này nó mới màu mè hoa lá nhẹ nhiều mà. Bánh cảm xanh 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 hy vọng luôn. Chào mà Năm nha. Rồi, chào con. Chạy theo nữa hả? Rồi, chạy theo cái bánh dừa. Đây là bánh lá dừa này cả nhà. Đâu bánh dừa. Đây, bánh lá dừa đây thì thật ngon luôn. Đây có ấy. Viên gỗ này là không hả? Không, gỗ này 20 cái thì bánh dừa lấy. Cái này viên đậu nè. Đậu nè, thấy không? Rồi chuối luôn. Ủa khổ quá giống nhà chồng quá nha mà Năm. Đậu luôn. Hành tím luôn. Đó là dừa treo lủng lẳng luôn.
Rồi con đi luôn mà năm ơi. Dạ. Rồi bây giờ thì hai anh em tiếp tục trên con đường quen thuộc hàng ngày. Vô nhà ngoại thích ăn bún riêu. Dạ là tổng 35. Nhiều quá rồi, không tiền đã hết tiền rồi mà. Ờ 35 ngàn luôn. Ăn thử đổ vào phở ra. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại đi nha. Ngoại đi. Nay có đèn sáng sáng sủa ha. Giờ này 6 giờ tối mới. Giờ này 6 giờ thấy tối nè. Ừ. Mỗi lần là 6 giờ sáng kinh à, nên không có gắn đèn. Ừ. Này ai cũng thức sớm nha. Năm giờ 20 thức hết rồi. Cao lên trí ơi, để anh mua cho cái bóng đèn khác. Dạ. Ừ. Bóng đèn sáng rồi vậy. Dạ. Dạ bánh bò bánh kia bữa nay con không có. Thôi nó hàm bánh lá dừa. À, bánh bánh mặn. Cô cũng xoay giò đó ra. Cái dừa. Cái dừa. Rồi, xoay dừa. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Xoay, bắp hầm, mì thịt. Anh, có con mừng theo kiểu của con luôn nè. Sorry.
Khoan cái gì? À, để bà nội ra hả? Con mua đi, con ăn gì? Không có bún xào, con ăn gì? Nay con hết bún riêu luôn rồi, con còn bịt nuôi với lại cái mì à. Ăn gì? Lấy bánh mì xịt cho nó, nó không ăn nuôi đó. Nó có biết ăn cái gì đó, nó kén ăn đó hả? Dạ hả? Ăn không? Ăn cho nhiều món vô. Không ăn đâu. Sau này dễ ăn, cho mau lớn ha. Ôm bánh rồi vô làm thinh vậy hả mày? Đôi khi mua không đưa tiền cho nó trả nó không chịu. Giận, giận không đưa tiền trả. Có tiền. Trả tiền không? Có tiền trả không? Có không? Rồi không bay nhé. Bay. Dù cút. Rồi rồi, cảm ơn mày. Đây hết rồi, còn thu được ở đây, ở trong đây, ở bên đây, này tiêu rồi, cho mình đi mấy nửa đường à, à nửa đường nữa, nửa đường nữa, quan trọng là nửa đường nó ra sao thôi, tập dục vậy nè, dạ, tập dục đi tưới rau hả chú. Đây hành đây mau lớn quá trời. Ủa hành này là mình mua, là mình mua cái nguyên bó hành thì mình tét mình trồng hay sao chú? Nguyên bó chứ gì chế ra trồng. Dạ. Để mốt con về con trồng hành nha. Thế con tưởng nó là mua hộp giống như mình gãi chứ. 1 ký, 2 ký thì kinh chế ra. Dạ. Vậy chứ 1 ký thì mình chế rồi trồng 1 ký á. Dạ. Đỡ không? Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Dạ. Ồ, thấy cũng ít quá nè. Dạ. Chạy vô đường của Bắc 10 đó là xong rồi. Dạ. Bữa nay tươi, dạ, tươi tắn người á. Đi thôi. Hết mì không rồi chú ơi. Tại tiếng gao nó có bị không á. Tại bị gao vậy chứ hết rồi hả? Dạ, nó thôi. Hấu kìa hãy ơi. Bao đỏ bao ngọt là bên bao đỏ bên bao ngọt đó. Đây Bắc 10 lặt lá mai Bắc 10. Dạ giờ này chắc giờ lặt dưa ấy. Cái này nó nhỏ kìa. Dạ. Đây mình lặt lá mai chuẩn bị trang đón Tết nè. Rồi mình trồng mai nhiều quá thôi. Thank you.
Rồi, chà uống miếng chà đi, hết bánh rồi. Cả nhà ơi, thì hôm mấy hôm trước thì em có đăng clip lên, có rất nhiều cô chú anh chị hỏi em là sao mà đi xuống đây rồi cái em hải bắt cá mà không có đem rổ theo cả nhà. Thì hôm nay em cũng giải thích luôn là tại vì em với anh Hải đi bán bánh mì á, rồi sẵn tiện con đường mà hai anh em đi bán đó, thì có em cũng nghía được mấy cái dũng vậy nè cả nhà. Mấy cái đường nước vậy nè thì nó còn cạn cạn đó, mà nếu mà còn có cá này kia nọ thì em Hải cũng xuống bắt luôn, nhưng mà tại vì đi bán mì treo bánh nhiều quá nên không có đem rổ theo này kia nọ. Rồi thêm cái nữa là ở đây bên đây là ở nhà hơi bị xa đó cả nhà, thì một phần nữa là nếu mà đi về thì lấy rổ nữa thì ở đây nó khô đó. Rồi cái nữa là cái đường hơi xa, em về em quay clip bên khối mì dường không kịp cả nhà, nên mong cả nhà rất là thông cảm cho em nha. Hôm nay khô queo luôn hả ơi, cạn hết luôn, cạn hết luôn rồi. Thì hôm bữa giờ cả nhà hỏi tại sao mà đi bán cá mà không có đem rổ ra đó. Dạ. Đi bán mì đâu có đem rổ thôi cả nhà. Em đi bán rồi em thấy rồi em nhảy xuống em bắt luôn à, nên em không có chuẩn bị trước. Mong cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì hai anh em đi bán vậy đó, rồi xong rồi đi kiếm đồ ăn về quay cho kênh khối mì dường đó cả nhà, nên không có chuẩn bị gì theo hết trơn á. Đụng đâu lúc đó luôn. Mình đi mình chuẩn bị rổ này cái nọ theo nữa, mà người ta nói mình đi kiếm đồ chết luôn á. Bây giờ mình sẵn mình đi kiếm những cái đìa bổ quang cho nè cả nhà. Người ta nước khô quá đó, chưa có bơm nước lên á. Còn dũng nào khô càng có nước nước này kia nọ đó thì mình bắt luôn. Ở đây đỡ chưa? Còn hả? Em còn có 3 bịch bánh đúc với lại một cám lá dừa. Rồi anh mua hết luôn chưa? Này để nha. Bán còn được ít, này anh mua hết luôn nha. Bán cho nó mạo sạch sẽ luôn. Sáng ngày biết lội đâu vô mấy dụng cây dữ dính với mũ nhựa vậy. Giờ lá chuối. Ăn lá chuối cho đúng phong cách ngày xưa. Ngày xưa là gói. Rồi cứ gắt nha. Xong cái đớp vậy. Lá chuối. Lá chuối ngày xưa là có phơi nắng. Đúng rồi. Mình không có phơi. Rồi sao em gắt hết rồi. Nè, còn miếng chân gắt. Mình đúc là phải vô lá chuối cho nó cốt lên nó mới giống năm 1900 hồi đó. Nó bọc mà nó ngon nha, ngộ vậy. Cũng đi gắt à. Nè, làm cho. Gắt hết rồi. Nè, làm cho nè. Rồi, nên gắt đồ gắt đi. Đây, à. À, cảm ơn anh đây. Không biết gói gì trơn. Đó anh đi bán cái này mà. Nè, ta cuốn như vậy nè. Hồi đó có phơi đúng không? Hồi đó có phơi. Có cái gì nè. Cột vô. Đó. Thành ra cái gói gì nè cả nhà. Đây, nó cộng vô nè, anh cứ ra nè. Cảm ơn luôn. Hôm qua có chị Quy Trần gì đó, chị nói về cái bánh mà gói trong lá đó, nó bánh xếp bánh gì đó, thì nói chung anh cũng không có biết nữa. Chị nói lâu rồi chị chưa có ăn, bữa nay anh tính vô chọc chị. Hôm qua bữa nay cái bà chủ nó nghỉ tiêu rồi. Cốt nhiều ngon ạ. Cốt gì ngon lắm.
hết có cam chiên. Rồi xin mời cả nhà mình đút nha. Dạ xin mời cả nhà mình đút với hai anh em. Đi bán người ta hỏi bánh này bánh gì nó mấy đề bánh đúc có xương à. À, cái này ăn nó dài dài cũng giống như bánh da lợn ha. Thơm thơm ở dứa. Bánh đúc rồi cả nhà. Đi bán này còn gì là hai anh em ăn sáng đó luôn. Ngon không? Ngon. Ngon bánh nhà lợn nhiều luôn á. Cả bánh nhà lợn lại bán đắt hơn cái nồi này. Nhà ngon quá. Chắc là cũng nhiều người chắc ăn bánh nhà lợn á. Dễ. Cầm. Thú thịt từng miếng dở ra từng miếng mỏng mỏng á anh. Vậy bữa nào anh đi bán anh nói này là bánh nhà lợn đi. Cái ta ăn quen được cái này á mốt anh nói. Anh kiếm bánh nhà lợn thế này nè. Này ngon mà. Dạ ngon. Ngon ghê luôn ta. Cái con này của bán cũng lâu năm lắm rồi. Sao nhiễu rồi? Bị lỏng rồi. À, nó nước tốt nó nhiễu. Ăn nó phải nhiễu nhão vậy. Đã không? Hấp nước tốt đã. Anh làm thêm bịch ở đây. Nhớ bịch ha. Nên bịch đem ăn cái bánh dừa. Dạ. Này đem đỏ cho. Lỡ hiểu rồi mình tấm gì. Đó. Hỗ trợ. Còn nước cốt nữa nè. Còn mình nước cốt mình cho ăn gì ha. Thái ăn. Cốt còn nhóc rồi. Hấp dẫn cái gì về này nọ nữa. Em ăn hai món nha. Em còn cái bánh lá dừa. Một bịch này em hãy bán cái 5.000 cái nha. 5.000 hãy bán sẵn nha. Dạ 5.000 á. 5.000 á. Bánh lá dừa này cũng 5.000. Lá dừa mà 5.000 coi đó. Wow. Ú ì luôn. Rồi mời cả nhà nha. Không có gì khác không? Bán gì với hai anh em cũng địa vòng có cái xẻng nè. Cái xẻng học càng cạn á không? Nếu như nước nhiều quá thì hai anh em để đó để về lấy đồ ra để bắt. Còn mà cạn quá giống như cái hố ở này nè thì em xuống em hốt luôn. Để đi về cái là nó xa với cái nữa đi lại tới lui nữa là trễ giờ quay clip lên khó bị dựng cả nhà. Nấu vừa tới luôn anh ta. Năm nay nó chuyên nghiệp ấy. Nè. Nhà mình nấu cũng mấy năm rồi. Mà bỏ cũng mấy năm rồi. Tại có thời gian mà lúc cậu em làm một mà đang phát triển á. Thế đầu mà em phụ em không có thời gian có bánh. Con nó béo. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ thì em cũng tranh thủ về để quay kênh Khó Bị Dược. Thì em cũng xin khép lại clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hai anh em. Em cũng xin mến chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye và hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye.